Rồi, chào mọi người. Anh em mới vừa tới cầu Bến Lức Long An xong, lần đầu tiên đi miền Tây. Lần đầu tiên đi miền Tây xong. Sáng giờ vất vả quá. Vất vả quá. Này, trên chân cầu Bến Lức luôn. Trời ơi, đang làm lễ. Đây hai tên đi đám cưới mà tới đây chú rể đang làm rể cho nên là chưa có chỉ đường đi vô nhà được, đang đứng ngay cầu đây. Thấy cầu cao cao đứng quay mọi người coi chơi vui vui. Giờ chắc đi kiếm cái quán nước nào nằm thôi, đợi chú rể làm lễ xong rồi alo đi vô trại rồi chào anh em ha. Đã không?